Trong môn bóng bàn, sử dụng mặt vợt gai dài đem lại nhiều lợi ích cho người chơi và phù hợp với những người có lối chơi tấn công hoặc thích phòng thủ. Vì vậy, người chơi bóng bàn cần luyện tập kỹ năng sử dụng mặt vợt gai dài thường xuyên. Thành thạo kỹ thuật này giúp các tay vợt nâng cao khả năng chơi bóng bàn chuyên nghiệp hơn. Ngay sau đây, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên hướng dẫn kỹ thuật sử dụng mặt vợt gai dài. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một kỹ thuật dùng gai thủ hay còn gọi là gai dài mặt trái. Kỹ thuật gai là kỹ thuật phòng thủ bên trái. Thông thường thì đối với những người chơi phong trào thì hiện nay là hay sử dụng mặt gai thủ bên trái. Mặt gai được Liên đoàn bóng bàn thế giới IDTF cho phép thi đấu tại các giải chính thống của liên đoàn. Mặt gai trên tay tôi là mặt gai Saviga, The Way Saviga. Bao gồm các vận động viên nữ của Hưng Yên là đều sử dụng mặt gai này. Đây là một mặt gai chuyên về phòng thủ, phản xoáy. Đầu tiên, hai chân rộng hơn vai, thân người đổ về trước. Kỹ thuật gai thì bao gồm hai kỹ thuật, một là kỹ thuật gò và một kỹ thuật vận ốc. Kỹ thuật gò là bước như kỹ thuật gò mặt mút, bước lên. Tương tự như kỹ thuật gò bóng xoay xuống trái tay. Xoay xuống gò, xoay lên vận ốc, xoay xuống thì gò, xoay lên thì vận ốc, xoay xuống gò, xoay lên vận ốc. Nào, xin mời Bảo Anh vào tập kỹ thuật gai trước. Tay không, nào. Gò, chặn. Gò, chặn. Gò, chặn. Gò, chặn là con này là Bảo Anh này, quay lại nhìn nhá. Này nhá, không đứng này nhá, bước lên này. Gò này nhá, không thu về, xong rồi chặn thế này. Bước lên này, gò này, thu về, xong bước lên, chặn thế này. Hai kỹ thuật khác nhau nhá. Một là bước lên này, gò này, thu về này, bước lên này, chặn này, được anh thấy chưa? Nào Bảo Anh cho làm đi. Rồi, ok, không làm chậm rồi, ngắn thôi, ngắn thế nào, gò ngắn, thế, bật ốc, đúng rồi. Bật ốc hơi dựng cái vợt lên tí này, bật ốc à, đấy, hơi dựng vợt lên thế, thế, gò, bật ốc, rồi con đứng xa bạn ra tí, đúng rồi, ngắn động tác thôi, đúng rồi, ngắn, đúng rồi, rồi bước chân đừng bước sâu quá, rồi, rồi. Rồi, rồi, tốt, xin mời My. Ngắn động tác, đúng rồi. Thu về, dừng lại nào, My như này. Bước chân vào này, gò này, xong rồi thu về. Mà bước chân vào, bấn ốc thế này, nhớ chưa? Rồi, trùng gối nào, mặt nhìn lên trước. Hai chân rộng hơn vai đi. Bắn ốc. Rồi, mày mi ra. Rồi. Bước dẹp chéo nó đây, bước chéo xuống đây. Thế, dựng lên bắn ốc không ạ? Gò này, bắn ốc nào, bắn ốc nào? Bắn ốc còn dựng cái bắn lên này. Bước chân lên, bắn ốc dựng cái bắn lên này. Này, thấy chưa? Đấy. Gò ạ. Vận ốc. Thu vận về đi, thu vận về trước mặt đi. Thu về trước mặt này. Này nữa, xong rồi là vận ốc. Bước trên đây vận ốc. Đúng rồi.
Rồi, tiếp theo, ngoài ngân đi. Cá chắc tay lên. Đúng rồi. Ta sẽ chuyển chân lên nào. Đúng, ngón tay cái tì vào. Bật ốc đi. Bật lên, đúng rồi. Ta bật lên thì bật ốc. Đúng rồi, đấy. Cái thật bật ốc đấy. Rõ ra cái thật ra. Một cái thật gò, cái thật bật ốc rõ ra. Chậm rồi.